Chiếc xe này hiện tại thì bên mình đang được bán với giá là 3 tỷ 350 triệu. Đấy thì bạn nào mà có nhu cầu mà muốn mua trải nghiệm chiếc xe thì có thể liên hệ cho mình. Mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Tiếp theo thì chúng mình bắt đầu là đi vào trải nghiệm và khám phá cái phần nội thất của chiếc Toyota Land Cruiser 2016. Nội thất của chiếc xe này thì màu kem khá là đẹp, trông sáng sủa và rất là sang trọng. Thì trước tiên thì mình đi vào cái vô lăng đằng trước mặt đi. Vô lăng đằng trước mặt thì có ốp da Lapa và có gỗ. Có ốp gỗ trông rất là sang trọng và bóng. Ở trước đây thì có theo có gắn logo của Toyota. Cái này thì theo mình thì nó là nhựa, không phải là da, nhưng mà có nghĩa là một lớp nhựa và phủ một lớp da. Ở đây thì có chỉ theo xung quanh trông rất là sang trọng. Ở đây có tích hợp những cái phím điều khiển, bảng điều khiển. Có vô lăng 4 chấu nhìn rất là khỏe khoắn, rất là gấu đúng không? Trước mặt đây, nhìn vào đây thì là cái bảng điều khiển, cái bảng hiển thị vòng tua máy và km của hiển thị toàn bộ xe. Các bạn nhìn rất là to bản, giống như xe của nó vậy, rất là to như chiếc xe, rất là to, hầm hố. Ở đây có hai cái bản hai cái đồng hồ hiển thị, một bên là vòng tua máy và một bên là km, trông cũng rất là to cục mình. Như bên đây thì có hiển thị độ nóng và mát của máy, bên đây có hiển thị vạch xăng km. Nhìn cái bảng đồng hồ này trông rất là to nên là nhìn rất là thoải mái, đầy đủ, rộng rãi, thoáng mắt. Tiếp theo nhìn vào bên sườn này đi. Bên sườn này thì cánh cửa đây thì có 3 vị trí nhớ ghế. Đây là 3 vị trí nhớ ghế này. Cái cửa này thì tất cả đây là đều là gỗ hết, được có lẹp mạ chrome. Đây là gỗ, đây là da xịn nhá, bọc da. Đây là gỗ này, bằng 3 chế độ nhớ ghế này, tay cầm lắm này, mạ chrome này, rất là sang trọng, chrome phay khói, rất sang trọng. Ở đây là những cái nút chỉnh gương, đây là những cái nút chỉnh gương. Tay lắm mở cửa cũng là mạ chrome, trông rất là sang trọng. Và nhìn vào bên dưới này, dưới cái chỗ phần vô lăng này cũng là được mạ, cũng được chạy viền ốp gỗ này, trông rất là sang trọng. Bên cạnh đây thì là hai cửa gió điều hòa ở vùng giữa theo hệ thống dọc, trông rất là gấu. Đây là nhìn vào cái bảng điều khiển đi thì là cái màn hình rất là to. Màn hình này tôi nghĩ là nó phải cỡ tầm 12 inch, khá là to, hiển thị đầy đủ các cái hình màn hình cảm ứng nhá, hiển thị đầy đủ, trông rất là mượt mà, hiển thị đầy đủ những cái chức năng ở trên xe, radio, màn hình cảm ứng rất là. Đây là những cái phím điều khiển như là điều hòa xe, trang bị điều hòa 4 vùng độc lập nhá. Đây là hàng trước là 2 vùng độc lập này, có trang bị những cái phím tăng giảm nhiệt độ, rồi chế độ gió, rồi khí trong khí ngoài rất đầy đủ. Xin mời các bạn nhìn xuống dưới cái phần vô lăng, cái phần cần số này thì đây là một chiếc xe off-road 2 cầu nên là nó trang bị đầy đủ những cái tính năng để cho khi mình vận hành rồi là off-road đi những đường xấu chân trượt. Và sau bên Dubai người ta hay đi off-road ở trên những cái bãi đất cát bằng chiếc Land Cruiser. Đây là lý do của nó. Đây hiện cần số này rất là đẹp. Ở đây có những cái nút chế độ như là phanh điện tử, phanh khoảng cách, rồi chống trượt, cân bằng điện tử đầy đủ. Có hai những cái lúm điều chỉnh ở đây cũng được phay nhôm, trông rất là sang trọng và sáng. Tất cả ở đây đều được mạ chrome hết, mạ chrome phay nhìn trông rất là sáng xe. Đây là có hai hốc để cốc. Mời các bạn nhìn xuống đến cái phần để tay này trông to, không không
không kém cạnh với lại 570, không kém cạnh với sàn 570, để tay to, úp rộng. Cốp này thì có hai vùng, vùng này là để điện thoại rồi để những cái thứ nhỏ nhặt. Cái này thì là cốp này, cái này có hộp lạnh nhá, cái này là hộp lạnh này, hộp lạnh này mình để nước lạnh hay là để những cái gì đấy ở đây, cốc nước trái lạnh uống. Ở đây có điều chỉnh chế độ lạnh này, đấy cũng rất là rộng, hai chế độ. Ok, thì bây giờ mình nhìn lên bên trên này đi, gương thì gương cũng vẫn chưa được gọi là gương tràn viền nhưng cũng cạnh rất là mỏng. Trên đây thì ốc để kính, ốc để kính rồi đèn trần rất là đẹp. Xin mời các bạn quay về đến hàng ghế sau. Tiếp tục thì chúng ta lại xuống cái hàng ghế thứ hai của chiếc Land Cruiser để trải nghiệm về cái độ rộng rãi của nó, độ êm ái. Thì xe thì chắc chắn là không có gì phải bàn nhiều rồi, Land Cruiser đó là một trong những cái dòng xe 7 chỗ gầm cao mà rộng rãi nhất như tôi được biết trong dòng SUV. Thì hàng ghế sau thì nhất là da, thì da ngồi rất là êm, da bọc rất xịn, ngồi rất là êm ái thoải mái. Đằng trước đây thì có hai cái màn hình giải trí, có hai cái màn hình giải trí hai bên cho hai hàng ghế phía sau. Còn mình này thì tôi nghĩ chắc khoảng tầm 8 inch hiển thị đầy đủ. Đấy, ở đằng sau này thì có điều hòa hai vùng độc lập, rồi tay lắm cửa thì cũng được mạ chrome như ở phía bên trên. Chạy viền đây cũng là ốp gỗ, tất cả đều là da, rất là rộng rãi. Xe như này mà sau 3 năm sử dụng, xe này là 2016 mà đến bây giờ là 2019, là sau 3 năm sử dụng rồi, thì tôi thấy nội thất rồi toàn thể chiếc xe này hầu như là không có cái tình trạng gọi là xuống cấp quá nhiều. Như này là quá là rất là mới rồi, rất là đẹp. Đấy, xe thì đây là hàng ghế, còn các bạn quay về hàng ghế hàng sau. Đằng sau thì là hàng để đồ, thùng thì rất là rộng rãi rồi. Còn là gặp ghế xuống 7 chỗ thì như cái bài trải nghiệm mà thường sự trên mạng thì tôi thấy là hàng ghế thứ ba cũng rất là rộng rãi, cho đủ để cho chiếc xe đủ để chở được đến 8 người, rất là thoải mái luôn, rất là rộng rãi. Đấy, các bạn có thể xem hàng ghế sau, và kiểu không dùng đến hàng ghế đâu thì mình có thể dùng để đồ, rất là rộng luôn. Đấy, thì chiếc xe này hiện tại thì bên mình đang được bán với giá là 3 tỷ 350 triệu. Đấy, thì bạn nào mà có nhu cầu mà muốn mua trải nghiệm chiếc xe thì có thể liên hệ cho mình. Mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những video tiếp theo.